Thân ái kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Chúng ta bước vào trong mùa Giáng sinh. Thường mùa Giáng sinh thì có lễ vọng. Một số các hội thánh thì có lễ vọng 1, lễ vọng 2, lễ vọng 3 rồi đến Giáng sinh. Thường thường nhắc đến ba điểm là niềm vui, joy, sự bình an, peace và tình yêu thương là love. Và hôm nay thì chúng ta học về niềm vui ở trong cái mối tình thân. Niềm vui ở trong mối tình thân. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có hội thánh Chúa tại đây và chúng ta được có dịp để mà sinh hoạt với nhau và yêu thương nhau, chăm sóc nhau. Và đó là cái điều mà tôi muốn được cùng học với quý vị sáng hôm nay. Chúng ta học ở trong sách Philip. Sách Philip được sứ đồ Phaolô gửi cho các tín đồ ở tại Philippi. Ông đã được Thánh Linh cảm hóa và đã viết thơ này khi ông ở trong tù. Ông bị tù vì đã rao giảng về Chúa Giêsu. Khi ông rao giảng điều đó thì nó ngược với cái quan điểm của người ta thời bấy giờ. Và người ta bỏ tù ông vì cái tội là đã gây rối loạn ở trong công chúng. Tác giả Luca đã ghi lại ở trong sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 16 về cuộc hành trình đầu tiên của Phaolô đến Philippi để giới thiệu về mối liên hệ của Chúa Cứu Thế Jesus Christ, mối liên hệ với Chúa Jesus Christ. Và những người này đã trở thành những tín hữu đầu tiên tại thành phố Philip. Trong số những người hội viên thì có một người nữ kinh doanh, người Á Châu, người Á Đông giàu có. Bà buôn hàng sắc tía, chắc là bán vải, chắc là giàu lắm. Bà tên là Lydia. Rồi chúng ta ở đó chúng thấy cũng có một nữ nô lệ cũng trở lại tin nhận Chúa. Rồi có ông cai tù tin nhận Chúa. Và gia đình ông cũng tin nhận Chúa nữa. Chúng ta thấy những người này khác nhau rất nhiều, khác nhau về giai cấp xã hội, về chủng tộc, về sự giàu có, học thức vân vân, tất cả. Người thì là người Á Châu, người thì là người La Mã, người thì là người Hy Lạp. Cô gái nô lệ đó là một cô gái người Hy Lạp. Với lá thơ này chúng ta thấy một cái nét đặc biệt là nó tràn đầy cái sự vui mừng mặc dù ông ở trong tù. Và chúng ta biết rằng chúng ta có thể có được cái sự vui vẻ với nhau, vui vẻ ở trong cái mối tình thân mặc dù chúng ta có những cái sự khác biệt. Những cái khác biệt đó ở trong xã hội bình thường thì nó gây ra cái sự xung khắc, cái sự bực bội, cái sự khó chịu. Nhưng mà trong hội thánh Chúa thì không có. Chúng ta có những cái sự khác biệt nhưng mà chúng ta có cái sự thân thiết nhau và chúng ta vui với nhau. Ở trong hội thánh Chúa tại đây thì khác thế hệ, có người thì già tuổi 60-70, có người thì trẻ chỉ có 1-2 tuổi cũng có, trẻ hơn cũng có nữa. Rồi khác nhau về nghề nghiệp, người thì công chức, người thì làm thợ thuyền. Khác nhau về học vấn, có người thì học cao bác sĩ, có người thì không có dịp để mà đi học. Khác nhau về giai cấp xã hội, khác nhau rất là nhiều, người Bắc, người Nam, người Trung. Nhưng mà rồi chúng ta tự nhiên là anh em thương yêu nhau, không còn phân biệt những cái sự khác biệt gì biệt đó nữa. Cứ khi chúng ta còn khác về cái sở thích nghệ thuật, sở thích giải trí, có người thì thích môn giải trí này, có người thích môn giải trí khác. Khác nhau về âm nhạc, có người thì thích nhạc cha 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 là gì đó, tango, ông Phương thích tango, có người thì thích
nhạc rock hay là nhạc cổ điển, nhạc pop, nhạc tân thời vân vân, nhạc rap. Ông Thanh, ông xin lỗi, ông Trương Anh rất thích nhạc rap, ông rap tiếng Việt hôm nào ông sẽ rap cho chúng ta nghe. Cảm ơn Chúa. Nên chúng ta có những cái sở thích khác nhau, nhưng mà rồi chúng ta vẫn có thể cùng nhau để mà thờ phượng Chúa. Chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong Philip đoạn 1 câu 3 đến câu thứ 11. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm. Vì anh em ở trong lòng tôi, vào trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà trìu mến anh em. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Kính lạy Chúa là Cha nhân ái của chúng con. Cứ xin Cha Ngài đến với chúng con trong thời giờ này, soi sáng lòng của chúng con để chúng con học hiểu và làm theo lời của Cha, để chúng con được may mắn trong con đường mình và được phước của Cha. Chúng con cúi xin Cha Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng con, rửa sạch tâm hồn đời sống của chúng con, khiến chúng con trở nên những bình sạch sẽ trống không để chứa đựng chính Thần Linh và lời của Ngài, để chúng con trở nên những người được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa, những người được đầy dẫy lời của Chúa, và đã tác động trên đời sống của chúng con và đã ảnh hưởng đến những người chung quanh chúng con, đem lại sự vinh hiển cho danh của Cha. Chúng con cầu xin Cha Ngài cai trị trong thời giờ này, để những lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng chúng con được đẹp ý Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Ông Phaolô, ông nói những cái lời thật là hoa mỹ về những tín hữu ở tại Philip, tại thành Philip. Nhưng ông rất là thật lòng. Ông không phải nói những cái đó để mà được lòng họ, nhưng mà ông muốn làm đẹp lòng Chúa trong mọi việc. Ông nói lên sự thật một cách chân thành. Ông đã nói ra những cái điều tốt đẹp về các tín hữu tại hội thánh Philip vì lòng yêu thương đậm đà của ông đối với họ. Và qua khúc kinh thánh ngắn ngủi này, chúng ta học được bốn cái yếu tố hay là bốn cái bí quyết để mà có cái niềm vui ở trong tình thân. Chúng ta vui ở trong cái mối liên hệ với anh chị em của chúng ta. Và thứ nhất là muốn có được cái niềm vui ở trong cái tình thân đó thì chúng ta cần phải bày tỏ cái giá trị của nhau. Chúng ta phải nói lên cái giá trị của nhau. Trong Philip đoạn 1 câu 3 đến câu 5 thì nói như thế này: I thank my God in all, xin lỗi tôi đọc trong tiếng Việt, mỗi khi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì từ cớ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Ông nói đến cái lòng quý trọng và cái niềm vui của ông. Các tín hữu ở tại thành Philip là những người đã cộng tác với ông trong việc rao truyền tin lành. Cái sự đóng góp của họ có giá trị trong cái sự loan truyền phúc âm của Chúa, sứ điệp của Chúa. Họ đã giúp đỡ ông một cách thực tế khi ông ở tại Philip, và họ cũng đã giúp đỡ ông khi ông ở trong tù. Lúc ông ở trong tù thì ông không có làm được gì nhiều, nhưng mà cảm ơn Chúa là ngay tại trong tù ông vẫn rao giảng về đạo của Chúa cho đến nỗi chốn công đường, mà ngay cả ở trong đền của, trong cung của hoàng đế La Mã cũng được nghe về phúc âm nữa qua những người lính. Và ở đó trong
Tù thì mỗi ngày có một người lính còng tay với ông còng một tay, người lính kia còng một tay. Tội nghiệp anh lính không ở tù mà cũng phải ở tù, tại vì phải vào ở trong tù. Mà hễ ông lính nào mà ngồi kế bên chắc chắn là được nghe về Chúa rồi. Và qua đời sống của ông Phaolô thì nhiều người đã được biết đến Chúa. Những cái tín hữu ở tại lúc mà ông ở tại thành Philip đó thì họ đã giúp đỡ ông một cách thực tế, có thể là chăm sóc nhu cầu của ông vân vân. Nhưng mà khi ông ở trong tù thì họ sai người đi để mà thăm nuôi, giúp đỡ ông khi ông ở trong tù. Như vậy thì chúng ta thấy được cái bí quyết để mà được vui là bày tỏ của giá trị của những người mà chúng ta có cái mối liên hệ. Chúng ta không thể nào vui với những người mà chúng ta chỉ trích phê bình. Chúng ta thấy người này có cái lỗi này, người kia có cái vi phạm khác, chúng ta chỉ trích lỗi này, chúng ta phê phán lỗi khác, thì chúng ta cảm thấy bực bội. Chúng ta có vui được đâu? Chúng ta không có vui được. Mà rất là dễ để mà chúng ta thấy những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm. Nếu mà con đi học về, chúng ta thấy một dọc A, tự nhiên có con C. Tại sao có con C này mà không có khen? Tại sao có 5-7 con A, phải không? Chúng ta có thể một người lên hát một bài rất là được ơn Chúa, nhưng mà hát lạc giọng có một chỗ thôi, hay là hát sai một chữ, phần chúng ta không nhớ gì hết, chúng ta chỉ nhớ chỗ sai đó. Nhưng thưa quý vị, chúng ta cần để ý những cái tốt, cái hay để chúng ta xác nhận những cái điều đó. Cái chữ tiếng Anh rất là hay là affirm. Tôi không biết dùng cái từ tiếng Việt nào để mà cho nó diễn đạt được cái ý đó. We affirm one another, chúng ta khẳng định cái giá trị của nhau, chúng ta xác nhận cái giá trị của nhau. Chúng ta không phải là dung túng tội lỗi. Chúng ta phải sửa lại những người khi mà họ làm cái điều có hại đến cho chính họ và cho những người khác. Chúng ta không thể nào dung túng tội lỗi. Do vậy, một người có tệ đến đâu cũng có những điều tốt để mà cho chúng ta affirm, phải không quý vị? Dù đi đâu đi nữa, chúng ta cũng có thể nói ra những cái điều tốt về những người đó. Chúng ta có thể vui với những người mà chúng ta khẳng định những điều tốt ở nơi những người đó. Giống như xe mà nó chạy trong cái dầu, nó có dầu ở trong đó, cái piston thì nó có dầu thì nó mới chạy trơn trui được. Thì trong cái mối liên hệ để mà có cái sự vui vẻ, hài hòa với nhau á, thì phải có cái sự khẳng định cái giá trị của nhau, thì chúng ta có được cái niềm vui đó. Và chúng ta xác nhận bằng nhiều cách khác nhau. Đơn giản nhất là chúng ta ghi nhận những cái nỗ lực, những cái công khó của một người. Trong kỳ hội đồng vừa rồi thì họ có tổ chức một cái đêm truyền giáo. Giáo hội có tổ chức một đêm truyền giáo và đem đóng một cái tàu, đem từ dưới đem lên cái tàu lớn để nguyên cả cái sân khấu, và lên đó rồi ráng mà ráp lại, không có thi giờ cho nên không có thực tập trước, và lên đó ngồi phải, mình phải đợi lâu lắm để cho họ ráp cái đó, và tốn hết cái thi giờ cũng khoảng chừng 20-25 phút. Và người ta khỏa lấp cái chỗ trống đó bằng cách giới thiệu người này người kia vân vân, thành ra nó không có bị cái thời gian chết. Nhưng mà mình cũng biết đó là thời gian phí, tại vì hội đồng thời gian ngắn ngủi lắm, nhưng mà phải đóng một cái tàu như vậy thì thật là cũng phí. Nhiều người thì không có nói ra, nhưng mà tất cả cũng uổng cái thời gian đó. Rồi sau khi nghe xuống thì tôi gặp thầy Ngọc là người đã đóng cái tàu đó, và tôi thấy cái tàu đóng đẹp lắm, cho nên tôi khen, ồ, làm cái này chắc cực lắm và rất là hay, làm sao mà có thể chuẩn bị sẵn sàng để mà lên ráp được như vậy là hay quá. Tôi chỉ khen một câu như vậy, rồi tôi không nghĩ gì thêm. Cho đến khi vừa rồi tôi đi đến họp ban chấp hành giáo hạt thì thầy Ngọc ra đón tôi từ phi trường, và thầy nói là ồ, cảm ơn mục sư. Tôi nói có gì đâu, tôi cảm ơn, tôi đáng lẽ tôi cảm ơn thầy ra đón tôi thì đúng không? Nói không, cảm ơn mục sư là tại vì lúc mà em làm đó em bối rối quá, em thấy phí thì giờ cho mọi người quá, nhưng mà trong lòng thì em rất là buồn vì cớ đó. Nhưng mà khi mục sư gặp, mục sư chỉ có mình mục sư rồi, không có ai khác nữa, chỉ có một mình mục sư là nói là cảm ơn cái công khó thầy Ngọc đã bỏ ra để mà đóng cái tàu đó, cho nên cảm ơn Chúa em được khích lệ. Thưa quý vị, có nhiều người làm những công việc, có nhiều người mình tới ăn bữa ăn thì mình ăn ngon, mình khen ngon,
Nhưng mà biết đâu họ phải thức tới 1, 2, 3 giờ sáng để mà làm những món ăn đó. Chúng ta có những cái buổi thờ phượng Chúa, chúng ta thấy có những cái trang trí, không phải tự nhiên nó có đâu, có người đã bỏ công, bỏ thời giờ để làm. Chúng ta thấy có người hướng dẫn hát thờ phượng hay tất cả những điều gì đó. Chúng ta affirm. Hồi nãy bé Khánh Linh đánh đàn, và xong rồi thì chúng ta tới phần cầu nguyện. Nhưng mà tôi nghe có người nói là mình vỗ tay để khen cho cháu, khích lệ tinh thần. Đó là affirming đó quý vị. Chúng ta cần có cái tinh thần giống như thế. Chúng ta affirm, chúng ta khẳng định cái giá trị của nhau. Một người có thể họ cảm thấy không có, không có được thích hợp. Họ đến và họ ở trong hội thánh và họ cảm thấy mình sao nó khác biệt với người ta, một vì một lý do nào đó. Thật sự ra tất cả chúng ta đều có cái điểm khác biệt với người khác, không ai giống ai hết, phải không quý vị? Nhưng mà có những người có cái mặc cảm, cho nên khi mà họ đến á, mà họ cảm thấy như xa lạ, họ muốn ngồi riêng mình, nghe một câu nói nào là họ cũng lấy vô trong bụng của họ, và họ nghĩ là mọi người đều chống lại mình, hay là không ai ưa mình, không ai thèm chơi với mình. Nhất là những em nhỏ, nhất là những em nhỏ, nó trong cái thời gian nó còn đang lớn, nó rất là dễ bị mặc cảm. Và nếu các em mà không có chơi với nhau, hay là chị em, mấy em chỉ tụng với nhau chơi mà bỏ rơi một em nào, thì các em đó cảm thấy lẻ loi cô đơn lắm. Cho nên mình là cha, là mẹ, là anh chị, phụ huynh, mình nhắc nhở các con chơi với nhau, mình phải đừng có tụm một đám chơi với nhau mà không có để ý đến những người khác. Thường thường những người mà chúng ta ưa thích thì chúng ta hay xác nhận cái tài năng, công khó và giá trị của họ. Nhưng mà tiếc thay chúng ta không có muốn xác nhận cái affirm những người mà chống đối chúng ta, hay là những người làm chúng ta khó chịu, những người mà chúng ta không có ưa. Chúng ta không muốn nhận họ là đúng, không muốn nhận họ là hay, không có muốn nhận họ là giỏi. Chúng ta muốn dìm họ xuống. Nhưng mà thưa quý vị, không được. Chúng ta muốn có cái mối liên hệ vui vẻ, hài hòa, thì chúng ta phải affirm những người khác. Những người thân thì cũng thường không có được nhận những cái lời khen. Nếu mà chúng ta được ai mời đó ăn, nấu cho chúng ta một món, thì chúng ta cảm ơn, ồ ngon quá, hôm nay bác nấu ăn ngon quá, khen rối rít. Nhưng mà về vợ nấu bữa nào cũng ngon hết, mà không bao giờ khen hết. Thưa quý vị, chúng ta cũng phải affirm với những người mà đã lo cho chúng ta. Ví dụ như có lẽ là có người ở trong nhà phải lo giữ nhà cho sạch sẽ, giặt giũ quần áo vân vân. Mới đầu thì mình nói cảm ơn Chúa, mình có cái nhà được sạch sẽ như thế này, là cũng có cái người có công cho nó. Cảm ơn em đã dọn dẹp nhà cửa, cảm ơn các con để giữ nhà cửa cho sạch sẽ. Nhưng mà liếc rồi cái quen rồi hết, không có cảm ơn gì nữa. Đó, chuyện đó chuyện bình thường rồi, phải không quý vị? Nhưng mà không, chúng ta cần phải xác nhận những cái điều đó. Chính chúng ta được vui vẻ hạnh phúc khi chúng ta đem cái vui vẻ hạnh phúc đến cho người khác. Và người ta rất dễ để mà cảm thấy vui vẻ hạnh phúc lắm. Chỉ cần một cái lời khen chân thành là cảm thấy vui rồi. Chỉ cần ghi nhận cái công khó họ đã bỏ ra là họ đã vui rồi. Khi chúng ta thưởng thức cái tài nghệ của họ, họ vui. Khi chúng ta quan tâm, cầu thay, hỏi han, thăm viếng là cảm thấy vui. Cho nên khi chúng ta đem cái vui, cái hạnh phúc đến người khác, thì chính mình được cái vui, cái hạnh phúc. Ông Phaolô, ông nghĩ đến. Cái đầu tiên là ông nghĩ đến các tín hữu ở tại nhớ đến anh em. Every time I think of you, remember you. Ông nghĩ đến các tín hữu ở tại tại Philip. Rồi lời kế tiếp là gì? Ông cảm tạ Chúa. Ông cảm tạ Chúa vì với họ, và ông cầu nguyện với cái niềm vui mừng. Niềm vui mừng. Rồi kế đến, ông cầu thay cho họ. Rồi ông nói cho họ biết là ông làm điều đó. Vậy có 5 bước, các vị thấy. Nghĩ đến, rồi cảm tạ, rồi cầu nguyện cho họ, cầu thay, và rồi nói cho họ biết việc ông đã làm cho họ. Apollo nghĩ đến cái tín hữu tại Philippines, và ông muốn nhấn mạnh, cho nên ông nói là tất cả. Quý vị để ý trong mấy câu này, ông dùng cái chữ tất cả đến
bốn lần tất cả. Mỗi khi tôi nhớ đến tất cả anh em thì tôi cầu nguyện for all of you, in all my prayer for all of you, tôi hằng cầu nguyện cho tất cả hay là hết thảy anh em cách hơn hở. Vậy không phải là chỉ một vài người, nếu mà một vài người ở trong hội thánh tại Philippines thì cũng là tốt rồi, nhưng mà ông suy nghĩ đến tất cả những người đó. Bây giờ như thế này, chúng ta học theo gương của sứ đồ Phaolô, chúng ta suy nghĩ đến tất cả các anh chị em trong hội thánh, từng người suy nghĩ đến từng người ở trong hội thánh để chúng ta cầu nguyện. Rồi chúng ta suy nghĩ đến thì chúng ta cảm tạ Chúa vì những người đó, nhưng mà không phải cảm tạ một cách chung chung, ồ cảm ơn Chúa cho ông A bà B, nhưng chúng ta phải nói cảm ơn Chúa về cái điều gì về người đó. Bây giờ tôi thử nghiệm nha, xin quý vị nghĩ đến một người mà một người nào đó Chúa đem đến trong trí của quý vị khi tôi nói ra những cái điều này. Cảm ơn Chúa vì người đó có lòng yêu mến Chúa. Quý vị nghĩ được ai không? Có lòng yêu mến Chúa. Cảm ơn Chúa vì người đó quan tâm cầu nguyện cho các anh chị em. Quý vị có nghĩ được ai trong hội thánh không? Quan tâm cầu nguyện cho các anh chị em. Cảm ơn Chúa vì người đó có cái tấm lòng rộng rãi, nghèo nhưng mà rộng rãi. Hay là bây giờ nghĩ tới một người giàu mà rộng rãi. Có khi người nghèo lại rộng rãi, người giàu lại bủn xỉn nè. Bây giờ nghĩ đến một người giàu mà rộng rãi, cái lòng rộng rãi. Cảm ơn Chúa, người đó có tinh thần phục vụ, sẵn sàng, chuyện gì cũng có thể làm được hết, không màng chuyện lớn chuyện nhỏ, nhào vô và sẵn sàng. Nghĩ tới cái gì, nghĩ được ai không? Người nghĩ đến một người trung tín trong công tác, hãy giao phó công tác nào thì biết chắc chắn là công việc đó sẽ được thành, không có bỏ nửa chừng, không có trễ nải. Quý vị nghĩ được ai không? Rồi nghĩ tới một người mà cảm ơn Chúa vì người đó yêu thương giúp đỡ những người nghèo khổ. Có thể người đó cũng chính trong tình trạng nghèo khổ nữa, nhưng mà lại quan tâm giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Rồi nghĩ đến một người ham thích lời Chúa và sống theo lời của Chúa. Bữa nào có chỗ học kinh thánh là tới học cứ nghĩ tới mọi người cảm ơn Chúa về cái tinh thần đó. Rồi cảm ơn Chúa vì người đó có cái sự khôn ngoan trong cách xử thế. Cay không? Người đó rất là khéo léo trong sự cách xử thế. Rồi cảm ơn Chúa vì anh chị đó có cái tinh thần hòa giải. Cảm ơn Chúa vì người đó chú trọng đến sự thánh khiết. Ai mà đi lạc, xa lạc đời Chúa, sống đời sống không thánh khiết thì người đó giống như một tiên tri sẵn sàng để mà nhắc nhở liền. Nhiều người bực mình lắm, nhưng mà mình cảm ơn Chúa có được những người như thế. Rồi, cảm ơn Chúa vì anh chị đó, ông bà đó có đức tin mạnh mẽ trong Chúa. Rồi, cảm ơn Chúa vì ông bà anh chị em đó có nhận thức sâu sắc về lời Chúa. Những người đó sốt sắng nói về Chúa cho người khác. Quý vị có thể nghĩ đến một người nào không? Sốt sắng nói về Chúa lắm. Cảm ơn Chúa vì người đó. Rồi cảm ơn Chúa vì anh chị đó vui vẻ với mọi người, xê xòa, vui vẻ. Có căng thẳng bao nhiêu gặp người đó là hết căng thẳng. Cảm ơn Chúa phải không? Rồi cảm ơn Chúa vì cái sự hòa nhã của anh em. Rất là nhiều điều cho chúng ta cảm ơn Chúa. Và chúng ta suy nghĩ đến anh em chúng ta cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta không có biết anh chị em chúng ta, không có tiếp xúc với anh chị em chúng ta, thì làm sao chúng ta biết để mà chúng ta cảm ơn Chúa? Nếu chúng ta không có gần gũi, làm sao chúng ta biết người đó? Cho nên bây giờ cái exercise, cái công tác mà chúng ta cần phải làm là chúng ta ngồi cầu nguyện. Và chúng ta bắt đầu phải nhớ đến anh em. Phải nhớ, mình phải nhớ tới người nào đó trong hội thánh. Bây giờ mình tìm thử mình sẽ cảm ơn Chúa về điều gì về người đó. Mà nếu mình không có tìm được cái điều gì về người đó để mà cảm ơn Chúa, mình biết là mình chưa có cái tình thân đó với anh em. Vậy mình cần có thời giờ để mà ngồi với người đó, để nói chuyện, hay là để ý đến người đó, để cầu nguyện. Rồi chúng ta sẽ có điều, những điều để mà chúng ta tạ ơn Chúa về anh chị em của mình. Rất dễ để chúng ta phê bình, nhưng mà đòi hỏi thêm là chúng ta cố gắng gây dựng cái tình thân bằng cách chúng ta cảm ơn Chúa về người đó một cách chi tiết,
specifically chứ không phải nói tổng quát mà thôi. Ai cũng có điểm để mà chúng ta cảm ơn Chúa, phải không quý vị? Amen. Ai cũng có cả. Bây giờ xin quý vị nghĩ đến một người có cái tánh tình hay là cái hành động mà làm cho quý vị bực. Cái ông đó, cái bà đó, cái cậu đó, cái cô đó đó. Ok, nghĩ tới. Bây giờ xin tìm một điểm tốt về người đó để mà cảm ơn Chúa. Tìm một điểm tốt, ít nhất một điểm tốt về người đó, cảm ơn Chúa về người đó. Rồi cầu nguyện cho người đó với lòng vui mừng hơn hả? Người đó chưa có toàn vẹn cho nên ông follow, ông cầu nguyện cho họ, cho các tín hữu ở tại thành Philip. Tức là có nhiều điều ông cảm ơn Chúa. Ông thấy ở trong họ có tình yêu thương, có tình yêu thương. Nhưng mà ông thấy là tình yêu thương đó nó còn giới hạn. Tất cả những cái điều tốt mà tôi nói ra đây nó xuất phát từ tấm lòng yêu kính Chúa và yêu thương người. Nhưng mà có thể cái tình yêu đó nó chưa có được lớn lên, chưa có được trọn vẹn, cho nên cần cầu nguyện để nó càng lớn hơn nữa. Và điểm thứ hai là chúng ta hoàn toàn tin cậy ở nơi Chúa. Hoàn toàn tin cậy nơi Chúa để mà có được cái niềm vui. Nếu chúng ta tin cậy ở nơi người thì chúng ta sẽ không có vui đâu. Nhưng chúng ta phải đặt cái confidence, cái lòng tin của chúng ta ở nơi Chúa. Câu 6, Phaolô nói rằng tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Ông tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm cái việc lành ở trong các tín hữu tại Philippines, Philip, thì sẽ làm trọn. Ông thấy rằng Chúa đã bắt đầu đặt để trong họ những cái công tác của tình thương, những cái công việc họ làm vì cái lòng yêu thương, vì lòng yêu thương người, vì lòng yêu kính Chúa. Họ đã làm những công việc đó, họ đã có những thái độ đó, họ đã có những cái tinh thần đó. Và ông cầu nguyện xin, và ông tin chắc rằng Chúa, khi Chúa đã bắt đầu làm công việc đó trong lòng của họ rồi, và họ Chúa sẽ làm trọn cái việc đó. Ông không có đặt cái tin, cái lòng tin đó, cái sự, cái confidence đó vào nơi ai khác ngoại trừ chính Chúa. Ông tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục ở trong linh vụ yêu thương, đem tin mừng cứu ân của Chúa đến cho người khác, dầu ông Phaolô ở trong tù. Và họ sẽ tiếp tục để mà chăm sóc lẫn nhau. Nhưng tôi đã thưa, cái sự tin tưởng đó ông không có đặt vào trong cái tín hữu tại Philip và cũng không vào chính ông, nhưng vào Chúa là Đấng đã bắt đầu cái công việc đó trong họ và sẽ làm tròn công việc đó ở trong họ. Như vậy, cái yếu tố thứ hai hay là cái bí quyết thứ hai để có cái niềm vui là chúng ta phải đặt cái lòng tin của chúng ta, lòng tin chắc của chúng ta vào đúng đối tượng. Nếu mà đặt sai chỗ thì sẽ gây cái sự đổ vỡ trong mối liên hệ. Nếu mà đặt ở trong hội thánh, nếu mà chúng ta đặt cái lòng tin ở nơi mục sư thì trước sau rồi quý vị cũng thất vọng. Vì không có ông mục sư nào có đủ khả năng để mà đáp ứng tất cả các nhu cầu của mọi người. Đó là chuyện đương nhiên. Và chúng ta cũng không đặt lòng tin ở nơi các tín hữu. Nếu như vậy thì quý vị cũng sẽ không có vui thỏa. Vì quý vị biết cái mức tăng trưởng hay là cái mức đức tin của mỗi người khác nhau. Rồi thứ hai nữa là chỉ có bà tên là trọn vẹn là được có tên trọn vẹn thôi, chứ cũng ai cũng bất toàn cả. Tôi có gặp bà tên là trọn vẹn ở tại Port St. Lucie, bà trọn vẹn, nhưng mà tôi nghĩ bà cũng có tội giống như tôi. Ai cũng bất toàn, cho nên nếu mình đặt cái sự tin tưởng vào người á, thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ thấy những người đó cũng là con người bất toàn giống như mình. Đặt lòng tin vào Chúa sẽ cho chúng ta có sự tự do để mà chúng ta vui hưởng cái tình thân trong Chúa, tình thân với nhau. Đó là cái công việc Chúa làm. Chúa đã bắt đầu làm việc lành trong chúng ta thì Ngài sẽ làm tròn việc đó. Chúa đã đặt để tình yêu thương ở trong chúng ta, Ngài sẽ làm cho tình yêu thương chúng ta được nên trọn vẹn. Ngài sẽ giúp chúng ta được trưởng thành ở trong tình yêu thương. Nó sẽ giúp cho chúng ta có tình yêu thương giống như Chúa. Quý vị biết một người trưởng thành là một người như thế nào không?
Một người trưởng thành có phải là một người đó có có tri thức cao không? Hiểu biết nhiều lời Chúa? Chưa chắc nha. Có phải là người đó giỏi giang không? Cũng chưa chắc. Cái người trưởng thành là cái người có cái mối liên hệ tốt với những người khác, biết sống, biết cánh để mà sống, để mà đem tình thương cho người khác, có cái tình thân, có sự yêu thương chân thành. Cái người mà càng được lớn lên ở trong tình yêu như thế nào thì là người càng được trưởng thành chừng nấy. Một người giàu là một người lớn mà ích kỷ, biết chỉ sống cho mình, không có quan tâm đến ai, đó là người cần ấu trĩ. Một người giàu là nhỏ bé mà biết quan tâm đến những người khác, người đó trong lòng đã là trưởng thành rồi. Thành cái chúng ta tự xác nhận mình là một người trưởng thành trong Chúa tới mức nào, là coi thử cái mối liên hệ của mình đối với anh em tới mức nào. Nếu chúng ta thấy mình quan tâm đến anh em, lo lắng cho anh em, cầu nguyện cho anh em, hỏi han anh em, gần gũi anh em, thương yêu anh em một cách chân thành, mình biết mình đã trưởng thành một phần nào trong Chúa. Còn nếu mà mình dửng dưng chỉ biết đến mình, gia đình mình mà không quan tâm đến ai khác thì biết rằng mình chưa có được trưởng thành ở trong Chúa, vẫn còn ấu trĩ lắm. Cho nên cái mức đo trưởng thành là cái tình yêu thương cho anh em, và chúng ta tin cậy Chúa để Chúa làm cái việc đó cho chúng ta. Tăng trưởng là có tinh thần tốt đẹp với anh chị em trong Chúa, thích được gần gũi với các anh chị em trong Chúa, thích có những buổi thông công là thích tới, không phải là vì có đồ ăn ngon dĩ nhiên là có đồ ăn ngon, nhưng mà vì sao thích được gần với anh em, thích lắm, thích được gần với anh chị em, quan tâm đến cái nhu cầu của anh chị em, phục vụ anh chị em vì lòng yêu kính Chúa. Và thứ hai nữa là có sự hiểu biết lời của Chúa, và thứ ba là có sự khôn ngoan trong sự áp dụng lời Chúa. Cho nên ông Phaolô ông cầu nguyện, đây là điều tôi cầu nguyện, Phaolô nói là tình yêu thương của anh em ngày càng tăng lên, hay là trong bản dịch cũ là mỗi ngày hay là càng thêm chan chứa, cùng với sự hiểu biết, phải biết lời Chúa chứ, cùng nhận thức sâu sắc, tức là nhìn biết sự việc và lại biết cách nào để áp dụng lời Chúa vào trong cái hoàn cảnh, cái sự việc đó, sự công ngoan. Như vậy thì yếu tố thứ nhì để mà từng trải được hạnh phúc, từng trải được niềm vui trong cái mối tương giao với anh chị em là chúng ta đặt đức tin chắc chắn ở nơi Chúa. Và thứ ba là chúng ta muốn có được cái niềm vui đó phải có sự tương giao thân thiết với các anh chị em ở trong Chúa, với các tín hữu khác. Phaolô nói rằng tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi. Anh em ở trong lòng tôi. Người ta thì xa mặt cách lòng, gần thì bạn rất là thân, xa thì không cần biết nữa. Nhưng mà Phaolô thì không, thân tuy cách nhưng lòng không cách. Ông ở trong tù, ông nhớ đến anh chị em trong sự cầu thay. Và các anh chị em ở tại hội tín hữu tại Philip cũng nhớ đến ông mà cầu nguyện cho ông và gửi người đến để thăm nuôi ông. Có cái tâm lòng, có cái sự liên lạc thăm hỏi, giữ mãi cái tình thân, vui trong tình yêu thương của anh chị em. Dầu ông ngồi ở trong ngục tối, cách xa nghìn trùng. Tôi thấy cái tình thân của một số các anh chị em trong hội thánh được như vậy, tôi vui lắm, tôi cảm ơn Chúa. Mặc dù một số người ở với hội thánh chúng ta đã dời đi nơi xa rồi, nhưng mà các anh chị vẫn tiếp tục giữ liên lạc, thăm hỏi, và có cái tình thân ở trong đó. Đó là cái điều mà tôi muốn nói ở đây. Cái tình thân nó bắt đầu từ trong tấm lòng của mình. Từ tấm lòng chúng ta quan tâm, nghĩ đến người khác. Nếu các liên hệ chỉ có nằm ở trong cái khuôn khổ của các buổi lễ thì các anh chị, quý vị chỉ có một cái đám đông, chưa có cái tình thân. Nếu chúng ta chỉ gặp gỡ nhau ở tại nhà thờ, nếu chúng ta chỉ gặp gỡ nhau trong những cái buổi sinh hoạt thì chúng ta chỉ gặp gỡ nhau trong cái đám đông mà thôi.
Nhưng mà nếu chúng ta có cái thời giờ để mà ngồi với nhau thì chúng ta sẽ biết nhau nhiều hơn. Các tín hữu ở tại Philip đã dự phần trong ân điển Chúa ban cho ông Phaolô. Cả hai nương cậy ở nơi sự nhân từ và sự thành tín của Chúa. Ông Phaolô cùng các tín hữu đó đã cùng hưởng ân sủng của Chúa. Và khi chúng ta cùng hưởng ân sủng của Chúa, chúng ta có cái tình thân cho nhau. Mà vui lắm quý vị, khi chúng ta cùng làm việc với nhau vì cớ tin lành, vì cớ Đấng Christ, thì có cái sự tình thân với nhau. Tiếng Anh gọi là the fellowship of the gospel. The fellowship of the gospel. Cái tình thân của cái sự chia sẻ phúc âm, cái tình thân của cái việc truyền rao giảng tin mừng của Chúa. Cho nên khi chúng ta cùng hợp lực với nhau, cầu nguyện với nhau để mà tổ chức cái buổi truyền giảng, chúng ta hợp lực với nhau để tập hát, chúng ta hợp lực với nhau để đi ra làm chứng, phát giấy mời hay là truyền đơn, khi chúng ta làm những công việc đó, có một cái sức thu hút với nhau, nó gọi là sự thông công của tin lành, the partnership in the gospel. Và những nhiều người tại Philip đã có cái tình thân đó đối với lại sứ đồ Phaolô. Bây giờ muốn tận hưởng cái tình thân đó, chúng ta hãy để thi giờ đến với các anh chị em ở trong hội thánh, cùng cộng tác với nhau trong công việc Chúa, góp phần xây dựng hội thánh Chúa, giữ phần đào tạo môn đệ của Chúa. Vậy chúng ta thực hành điều đó bằng cách nào? Những quý vị để ý xem thử hôm nay trong hội thánh thiếu ai. Giờ mình coi thử trong hội thánh hôm nay chúng ta thiếu ai. Dĩ nhiên là thiếu ông Long này, phải không? Rồi có nhiều người khác nữa không có đến được thờ phần Chúa sáng hôm nay. Về nhà hãy gọi điện thoại thăm hỏi hay là viết thiệp thăm hỏi để cho người đó biết rằng quý vị để ý quan tâm đến họ. Chúng ta có những buổi ăn trưa với nhau thì thay vì ngồi với gia đình của mình hay là những người mà mình thích ngồi đó, mình cứ gặp những người đó là ùa đến những người đó, bây giờ mình ngồi với người mình ít ngồi để mình nói chuyện với những người đó, thấy không? Nếu vậy chúng ta mới biết thêm anh chị em của mình, chúng ta mới hỏi thăm những người đó. Trong những bữa ăn chúng ta ngồi với những người khác nhau thì chúng ta sẽ có sự tương giao với những người gọi là mới đối với mình, tại vì bấy lâu nay mình chưa có giờ dịp nói chuyện với người đó, không biết người đó cuộc sống sinh hoạt như thế nào, đức tin ra sao, sức khỏe như thế nào, vân vân, mình không biết. Mình ngồi lại để mình nói chuyện. Có thể một người rất là yên lặng, mình tưởng người đó rất là lù khù, nhưng mà khi nói chuyện mình thấy rất là sâu sắc phải không? Cho nên mình không biết. Chúng ta tham dự trong các buổi sinh hoạt của các ban ngành để mà chia sẻ đời sống của quý vị với họ. Và chúng ta thấy ở đây Chúa ban cho chúng ta có Thánh Linh của Chúa, chúng ta ban cho chúng ta có Thánh Kinh của Chúa, và Chúa cũng ban cho chúng ta có Thánh Hội của Chúa. Mà chúng ta cần cả ba, chúng ta cần Thánh Linh, chúng ta cần Thánh Kinh và chúng ta cần Thánh Hội. Chúng ta cần anh chị em chúng ta để chúng ta có thể giúp nhau tăng trưởng lớn lên trong Chúa. Chúng ta không thể nào sống riêng rẽ một mình, chúng ta cần để nhau. Ở tại một cái ngôi làng nhỏ có một vị giáo sư trường Chủ Nhật thường đến để nói chuyện về lời Chúa, về cuộc sống vào mỗi Chủ Nhật. Và ngoài ra thì ông ta cũng tổ chức những cái sinh hoạt cho các em thiếu nhi ở trong làng để mà các em có thể chơi đùa với nhau. Nhưng đến một cái Chủ Nhật nọ, một cô bé vốn rất là chăm chỉ đến nghe nói chuyện, đến sinh hoạt thì bỗng nhiên không đến nữa. Ông nghe người ta nói rằng cậu bé không muốn nghe những bài nói chuyện của ông và không muốn chơi với những cậu bé khác nữa. Thì 2 tuần sau ông giáo viên này mới tới để mà thăm cậu bé. Và đoán được cái lý do của chuyến thăm, cho nên cậu bé mới mời vào. Và vùng đó là trời lạnh, cho nên đốt lửa lên trong cái lò sưởi và mời ông ngồi đó. Ông vào đó, ông ngồi chơi, ông không nói gì hết, ông ngồi bên bờ lửa. Và cái bếp lửa, ông cứ ngồi đó, ông
Ông khười khười lửa ông chơi. Rồi ông ấy lấy những cái hòn than để riêng ra. Ông tách mấy cái cây củi đang cháy, ông tách nó ra, để riêng ra hết. Rồi ông để những cái hòn than tách 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 ra. Dần dần cái lò lửa đó nó nguội dần, nguội dần. Tắt lửa tắt, bắt đầu có hơi lạnh. Ông ngồi một hồi lâu như vậy, thì ông đứng lên. Rồi trước khi ông đứng lên, thì ông lấy những cây củi đó, ông chùm lại với nhau. Ông đem những hòn than chùm lại với nhau. Thì khi những cái cây củi đó nó gần lại với nhau, thì nó bắt đầu bén cái hơi nóng và nó bừng cháy lên trở lại. Rồi ông lặng lẽ đứng lên, ông chào cậu bé. Rồi ông ra về. Cậu bé chạy theo ông, ôm lấy ông và nói rằng: "Thầy, cảm ơn thầy vì bài học đặc biệt, cái bài giảng thuyết không lời của thầy. Tuần sau cháu sẽ trở lại chỗ của thầy cùng với các anh chị em khác. Chúng ta cần nhau, chúng ta giống như những hòn than, chúng ta không thể sống riêng rẽ. Chúa bảo chúng ta sống là trong cộng đồng. Chúng ta tin Chúa là một lẽ, chúng ta được kết hiệp với Chúa. Nhưng nếu chúng ta kết hiệp với Chúa, chúng ta phải kết hiệp với nhau. Chúng ta là thân thể của Chúa, là chi thể của nhau. Chúng ta cần lo tưởng cho nhau, chúng ta mới hưởng được cái niềm vui ở trong cái mối liên hệ. Kế đến là chúng ta trao nhau tình yêu của Chúa. Câu 8 nói rằng Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lớn lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà chiếu mến anh em. Tôi lấy cái tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu Christ, tôi yêu thương anh em với tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu Christ. Ông biết cái những người, còn nhiều người cũng khó thương lắm. Dù nhưng mà Chúa thương được họ, cho nên bây giờ ông xin Chúa, Chúa ơi xin thương họ qua con. Và ông thương họ, thương được những người đó. Yêu thương, chúng ta trao nhau tình yêu thương. Phaolô muốn nói rằng ông được Chúa yêu thương và ông cũng thương yêu các tín hữu tại Philip với cái tình thương của Chúa, và cũng được Chúa thương, và ông cũng được Chúa thương qua họ. Tình yêu thương nhau như Chúa thương chúng ta, và chúng ta yêu thương vì chúng ta được Chúa thương. Yêu thương mọi người không phải dễ đó quý vị. Nhưng mà Phaolô ông nhấn mạnh là ông yêu thương tất cả anh em. Gian đoạn nhân nhất đoạn 4 câu 19 thì nói chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chỉ một người được yêu thì mới có thể yêu được thôi. Một người thiếu tình yêu thương không thể thương người khác được. Và cảm ơn Chúa, chúng ta đã được Chúa thương. Chúng ta mở lòng ra đón nhận tình yêu của Chúa cho chính mình. Mặc dầu mình biết mình tội lỗi, mặc dầu mình biết mình xấu xa, nhưng mà đón nhận cái tình thương đó, sự tha thứ của Chúa, sự chấp nhận của Chúa, sự chữa lành của Chúa, sự phục hồi của Chúa, sự rửa sạch của Chúa. Rồi khi mình đã đến nhận hưởng tình yêu của Chúa rồi, mình mới có tình yêu để mà có thể san sẻ đến cho những người khác. Chúng ta yêu thương nhau dầu chúng ta là những con người bất toàn. Chúa yêu chúng ta trong khi chúng ta còn là người có tội. Chúng ta tha thứ cho nhau vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta rất nhiều. Cái đinh đóng đã không giữ con Đức Chúa Trời ở trên thập tự giá được. Tình yêu thương của Chúa cho chúng ta khiến Chúa phải chết trên thập tự giá. Chính vì quan án đã chịu khổ hình để cho chúng ta được tha thứ và giải hòa. Và nếu chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta cũng sẵn sàng tha thứ nhau. Kế đến là chúng ta đó là điểm thứ tư. Chúng ta trao nhau tình yêu của Chúa. Và đó là bốn điểm. Cái cách Chúa dùng để đem con người lạc mất trở về với Chúa, trở về với nhau, sống vui với nhau, là chúng ta phải nói lên cái giá trị của nhau trong công việc và trong cái đời sống của mình. Rồi thứ hai, chúng ta tin cậy hoàn toàn ở nơi Chúa. Chúa đã bắt đầu đặt để tình yêu thương vào trong anh chị em chúng ta, Ngài sẽ làm trọn việc đó. Rồi
tận hưởng cái tình thân ở trong Chúa. Hãy đến gần với nhau trong anh chị em, tương giao với nhau, gần gũi với nhau. Đừng có nhóm xong lật đật bỏ chạy về. Hãy ở lại, ăn một chút bánh, nói một câu chuyện. Rồi bất cứ những sinh hoạt nào trong hội thánh, hãy đến trong những buổi cầu nguyện, trong những buổi học kinh thánh, trong những giờ thông công tăng trưởng. Hãy đến, đừng có sống riêng rẽ một mình. Tận hưởng và trao nhau tình yêu thương từ nơi Chúa. Tình yêu thương này là tình yêu thương có qua có lại. Phao-lô được các tín hữu thương và ông cũng thương họ. Ngược lại, ông thương họ và họ cũng thương ông. Chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy yêu thương, chăm sóc, quan tâm, cầu nguyện cho nhau. Và khi cầu nguyện, hãy cầu nguyện với lòng cảm tạ và vui mừng vì cỡ nhau. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.